chào mừng bạn quay trở lại với bí quyết xây dựng kế hoạch thông minh trong series High Performance and Power Productivity. Và đây cũng là chương trình thứ 3 trong lộ trình 4 chương trình về tối ưu hiệu suất cá nhân. Và tôi là Nguyễn Khắc Long, chuyên gia huấn luyện năng lực doanh nghiệp và là truyền nhân của cả 3 bậc thầy hàng đầu thế giới Jack Canfield, Brian Tracy và Joe Maxwell. Và bạn thân mến, như Abraham Lincoln có nói, nếu như cho tôi 6 giờ để đốn củi, tôi sẽ dành ra đến 4 giờ để mài rìu. Bởi vì sự chuẩn bị thì chiếm đến 90% thành công. Khi nhìn lại quá khứ, đã biết bao nhiêu khoảnh khắc mà bạn cảm thấy tiếc nuối, mất mát, xấu hổ về những quyết định sai lầm, về những hành động thừa thãi và về những công việc gây lãng phí và mất thời gian của chúng ta. Rất ít người xác định được tầm quan trọng của một tư duy chiến lược, của một tầm nhìn dài hạn và đặc biệt nhất đó là của thói quen lập kế hoạch trước bất kỳ một nhiệm vụ nào. Sự thật là không có một ai lập kế hoạch để chào đón sự thất bại, để phá sản, để gặp những sự cố về sức khỏe, mối quan hệ hoặc bất kỳ đau đớn nào trong cuộc sống cả. Nhưng mà đa phần tất cả mọi người đều có vấn đề và đang phải đối mặt đau đớn với những tất cả những vấn đề, những vấn nạn kể trên đó. Chỉ đơn thuần bởi vì họ đã không lập kế hoạch cho những điều ngược lại. Và trước khi tăng tốc, hãy đảm bảo rằng bạn đang đi đúng con đường, đã có đủ nguyên vật liệu trên suốt hành trình tuyệt vời đó. Và ở trong phiên 4 này, bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra 10 chìa khóa tối ưu về lập kế hoạch thông minh. Bạn ứng dụng được định luật Parkinson rất nổi tiếng để làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn. Áp dụng nguyên tắc 30% này của định luật Murphy, nó sẽ giúp cho bạn làm chủ được 4 cách thức phát triển cái thói quen ngăn nắp của mình. Nó sẽ giúp bạn sở hữu được 2 cái cách để phát triển cảm giác chiến thắng ở trong mọi việc. Bạn cũng đồng thời biết được 2 nhóm nhiệm vụ và tính hiệu quả của sự chuẩn bị đúng và thế nào là sự chuẩn bị đúng. Bạn đồng thời cũng nhận diện được 2 thời điểm chủ đạo của hiệu suất mỗi ngày. Bạn cũng đồng thời làm chủ được 4 nhóm công cụ vàng của sự chuẩn bị. Đồng thời bạn cũng sẽ biết được 4 bước đơn giản và hiệu quả đến bất ngờ giúp bạn xử lý tất cả mọi giấy tờ chỉ trong một lần duy nhất và tuyên bố là chính thức bạn sẽ được tự do mãi mãi. Và tin vui là chỉ có 4 kế hoạch thôi mà chúng ta cần phải tập trung vào. Và bạn cũng đồng thời luyện tập được nguyên tắc không ngoại lệ để tạo ra sự hoàn hảo trong công việc cuộc sống của mình. Và hàng loạt những form biểu mẫu, những bài tập ứng dụng hành động thực tiễn cho bạn ngay sau mỗi phiên bài học. Và chúc bạn sẽ băng qua hành trình tuyệt vời này và sở hữu cho mình những nguyên lý, những công cụ lập kế hoạch, cái hiệu quả trong công việc và toàn bộ sự nghiệp của bạn.